Chào các anh chị và các bạn. Sau đây mình xin chia sẻ cái cách để gộp các cái đề cương chi tiết của các cái môn vào trong một cái file chung. Thì bước chuẩn bị thứ nhất là mình copy tất cả các cái đề cương chi tiết của các môn vào trong một cái thư mục. Ở đây, ví dụ như đây thì là có hai cái đề cương của hai cái môn. Tiếp theo là mình tạo ra một cái tập tin, một file Word để chứa tất cả các cái đề cương chi tiết của cả các cái học vào trong này thì để gộp vào thì chúng ta mở cái file này vào, cái file chứa tất cả đề cương chi tiết của các môn. Sau đó các anh chị chọn vào cái chỗ Insert và chọn vào Object. Đây có cái mũi tên mình chọn xuống đây và chọn là Test from File. Bước tiếp theo là mình đến cái chỗ đề cương chi tiết này, cái chỗ các cái học phần ở đây, và mình chọn kéo rê để chọn, hoặc là những Ctrl A cũng được để chọn tất cả các cái đề cương, hoặc là giữ phím Shift hoặc Ctrl để lựa chọn nhiều cái đề cương của các cái môn vào. Và ví dụ như ở đây có hai cái đề cương thì chọn cả hai cái đề cương này, sau đó nhấn Insert. Ok, tại vì ở đây là vì làm cái video cho nên là ở đây thì xóa hết mấy cái chỗ cái nội dung của cái các cái chương rồi. Nhưng mà cái cấu trúc của các cái đề cương chi tiết của các cái học phần là như này. Ở đây thì xóa bớt đi rồi bởi vì làm cái video cho nên xóa cái nội dung rồi. Okay, sau khi mình gộp tất cả đề cương của các cái môn vào trong một cái file, bây giờ để tiện cho cái việc quản lý và thay đổi vị trí của các cái môn ở trong cái file này, ví dụ như các cái học phần chung của trường là tôi đã làm ra định dạng ra như này. Và ví dụ như bây giờ cái môn kinh tế chính trị Mác Lênin này, bây giờ tôi muốn thay đổi lên phía trên, còn cái môn triết học Mác Lênin xuống phía dưới. Thì nếu chúng ta không thực hiện định dạng á, thì chúng ta phải lựa chọn cái môn kinh tế chính trị Mác Lênin, sau đó chúng ta phải đưa lên trên, tức là cắt và dán nó lên trên. Nhưng nếu chúng ta đã tổ chức và làm theo kiểu định dạng style này rồi thì khi thay đổi thì chúng ta chỉ cần kéo cái vị trí thôi. Ví dụ như bây giờ muốn kéo cái môn là tư tưởng Hồ Chí Minh lên trên cùng thì chỉ cần click vào đây và kéo lên trên này. Đấy, như vậy nó đã thay đổi lên trên rồi. Cái này bởi vì trong cái chương trình đào tạo ấy, mình có cả cái vị trí của các môn ở đây, thì bây giờ mình phải sắp xếp sao cho nó đúng vị trí của các cái môn. Thì bây giờ để sắp xếp vị trí cái các môn đó thì mình phải tiến hành thực hiện cái định dạng. Mà nếu mà định dạng bằng tay thì nó rất là mất thời gian. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái cách để làm tự động. Tất nhiên chỉ có tự động được một phần thôi, còn lại mình cũng phải rà soát lại và điều chỉnh lại bằng tay đợi cái bước cuối cùng. Thì để thực hiện cái định dạng tự động đó thì mình phải chuẩn bị, thứ nhất là anh chị lấy cái file này, cái file có cái là đây, cái file là add học phần này. Thì đây là có một cái đoạn code và đây có một cái file Excel nữa, là cái file này dùng để chuyển cái chữ tiếng Việt ở bảng mã Unicode sang một cái bảng mã, sang một cái dạng này để trong cái Visual Basic của Word á, nó nhận dạng được cái chữ tiếng Việt. Thì cái này sẽ chia sẻ với các anh chị có thể đáo về. Thì chúng ta chỉ cần gõ cái tên, cái nội dung vào đây thôi và nó sẽ tự động tạo ra cái này. Thì trong cái code nó đã có rồi, trong code cũng đã có ở đây rồi. Và các anh chị có thể copy cái này và tiến hành chạy thôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ copy cái này. Đấy, tiến hành mở cái này ra và copy. Sau đó chúng ta vào trong Word để tạo một cái module để chạy cái code đó. Đấy, ví dụ như trở lại cái file hồi nãy, đây file này. Right.
ở đây các anh chị bật cái thẻ developer lên, mặc định trong cuộc là không có cái thẻ này, thì các anh chị click chuột phải trên cái thanh ribbon này, trên cái thanh cả cái chức năng trên này, click phải vào đây và chọn là custom ribbon này. Sau đó anh chị kéo xuống bên này và click vào cái chỗ developer này, check vào đây và ok, check vào cái chỗ này để bật cái thẻ developer lên, bởi vì mặc định cuộc nó không bật cái này lên. Ok, bây giờ chúng ta có cái thẻ developer rồi. Sau đó di chuyển đến cái chỗ Visual Basic này này, anh chị mở nó ra. Thì đây là cái giao diện mà thì tôi đã làm có rồi. Bây giờ làm nếu nó không chưa có cái này thì làm sao? Thì các anh chị click chuột phải lên cái chỗ Normal này này, chọn Insert và chọn Module, thì nó sẽ insert ra một cái module gọi là module 1. Đấy, cái đập vào đây module 1. Sau đó cái phần dưới này thì kệ nó, bây giờ cái phần này các anh chị dán nó ra, copy ở bên kia và dán nó ra. Đây, bây giờ dán ra. Và đây là có cái một cái sub gọi là cái phần cái thủ tục gọi là set cái style. Thì trong cái code này á, anh chị chú ý cái chỗ này, đó là cái khai báo lại cái đường dựng này này, chữa cái file tổng hợp các cái chương trình đào tạo đó. Thì để lấy cái đường dựng này lấy đâu, thì mình trở lại cái chỗ này này. Đây, đây là cái nơi chữa cái file tổng hợp đây. Thì cái đường dựng chính là cái chỗ này. Này, copy cái này. Này, copy. Copy cái này. Và dán qua đây. Đây, dán qua đây. Và nhớ là có một cái dấu xuyệt ở đây này nữa để nó gộp với cái tên nó ra được cái đường dựng đầy đủ. Và đây chính là cái tên file, tức là cái tên file chứa đây. Chứa tất cả các cái học phần ở đây. Còn cái này á, là những cái này là những cái biển để chứa các cái tên gọi về học phần rồi mã học phần sau khi đã chuyển về mã Unicode thôi. Rồi và bây giờ chúng ta chạy cái này. Bây giờ chạy. Thì nó đã mở cái file ở dưới này lên này. File tổng hợp. Ở đây nó chạy xong rồi này. Đó, nó chạy xong đây rồi. Thì sau khi nó chạy xong nó đã set này, ví dụ cái này là mục này là một. Hồi nãy là chưa ở dạng cái hidden, bây giờ nó đã set về hidden 4 rồi. Hidden vì sao nó là hidden 4 rồi hidden 2 như thế nào thì sẽ giải thích sau. Thì và một số có một số nó sai và đi ra soát lại, bởi vì thế này. Ví dụ đây là cái mối quan hệ này, vì sao đây là một? Bởi vì trong quá trình soạn thảo thì có một số cái vị trí mà mình đã set nó ở cái dạng hidden nào đó. Thì sau khi qua cái heading này thì dưới này nó sẽ reset lại. Ví dụ như qua môn mới thì nó sẽ reset lại là bắt đầu từ 1. Là ví dụ như cái là học phần phải là 1, mã phần phải là 2. Bởi vì đây nó có một cái chỗ này, cái chỗ này là đã định dạng ở cái heading, đây là heading 7 này, đây. Cái dạng heading 1, cho nên cái chỗ này nó reset lại 1. Thì bây giờ nếu gặp cái lỗi này thì anh chị bỏ chọn vào đây và bỏ cái heading đi. Ví dụ như chúng ta chọn vào cái normal text ạ. Hay nó một test đây. Đấy, thì nó dưới này nó mất đi. Còn không thì đặt vào cái chỗ mà không có bị là định dạng hết định đó, là click vào cái kiểu chỗ cái thẻ đây này. Ví dụ như trường hợp chúng ta không có cái normal này, tìm nó lâu thì có thể đặt con trỏ xuống dưới này. Chọn vào bên cái format bên này và click lên đây. Thì nó sẽ mất, nó có cái đầm đó thì chúng ta bỏ đi. Rồi, thì như vậy cái này nó sẽ đổi lại là 14 chứ không phải như một hồi nãy nữa. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta xử lý tiếp là đây là bây giờ mình sẽ tạo ra cái ví dụ như ở bên này á là có cái cả cái phần phần 4 là đề cương chi tiết, còn cả cái phần trên là của cái phần 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 1, phần 2, phần 3 thì ở phần trên rồi, còn ở đây là chúng ta làm ở cái chỗ phần thứ tư.
Thì ví dụ như tôi copy cái chỗ là cái chữ đề cương học phần này. Đấy, dán qua đây. À, cái này là phần 1, bây giờ lên đây. Ví dụ như là cái này là phần 2. Cái này là phần phần 1. Đây là phần 2. Đây là 3 phần 3. Còn cái chỗ đề cương đây là phần 4. Thì như vậy cái phần 3 phần 3 này sẽ định dạng nó là hidden 1 1. Thì cái này là phần 4. Cái này là còn cái mình sẽ gộp lại với cái phần mục tiêu đào tạo đồ vân vân phần trên thôi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tạo ra cái môn học là môn ví dụ như là quản trị dữ liệu. Đấy, mình copy bỏ lên đây. Và đây là cái chữ hoa, nhưng mà trong cái ví dụ như chúng ta muốn chuyển về chữ thường theo như cái chương trình của trường, ví dụ như chương trình này thì đây là cái chữ hoa, nhưng trên này chúng ta để cái chữ thường thì mình có thể đổi lại. Ở đây lựa chọn cái vùng này và nhấn Shift F3, sau đó đưa về cái Shift F3 cái để chữ này. Tiếp theo bây giờ mình tạo đây là 4.2, thì 4.2 là đã được cả cái heading này là đã được tạo trước rồi, thì các anh chị có thể download cái file này về. Đấy, ví dụ như đây là cái heading, đây heading 4 rồi, đây là heading 4 đây, đây là heading 4. À, trên cái này là cái heading 2 chứ, cái này là môn học là cái heading 2. Còn cả cái mà học phần này là heading 4. Còn vì sao mình không dùng heading 3? Bởi vì heading 3 là dành cho các cái mục ở phần 1, phần 2, phần 3 là có sử dụng cái heading 3. Cho nên đến đây mình không có sử dụng lại cái heading 3. Nếu mình thay đổi heading 3 thì ở trên sẽ bị thay đổi. Cho nên ở đây cái chỗ học phần mà học phần khối lượng này là sẽ sử dụng là heading 4. Đấy, còn cái chỗ mà tên môn học này, cái chỗ mà cái môn học mở một môn học khác đấy, thì mình đặt cái tên là mình chọn là heading 2. Tiếp theo, trong heading 2 này á là đã có tạo ra hai cái điểm tab này rồi. Thì bây giờ mình có thể thực hiện định dạng lại, ví dụ như cái chỗ này học phần rồi để cái sạc vào đây. Rồi cái mã phần thì nằm phía sau này, rồi tín chỉ thì nằm ở đây, đại học thì nằm ở đây. Nếu mình muốn nó thẳng hàng thì có thể thực hiện làm như sau, đặt vào đây những tab cái và nó nhảy ra đúng ngay cái điểm tab đây. Ở dưới này mình xóa bớt hai cái điểm tab. Đấy, thì nó sẽ thẳng hàng với nhau. Ở dưới này mình nhấn tab cái thì nó sẽ thẳng hàng với nhau. Rồi tiếp theo mình di chuyển xuống dưới này. Mình rà soát xuống cái chỗ mục số 7, rồi mục số 8, số 9. Trong này có một cái chỗ, cái mục này này là cái tài liệu học tập này. Là mình không có set tự động. Bởi vì sao? Vì ở bên cái chỗ, trên cái code đó, bên cái code là có một cái chỗ bỏ qua. Là nếu mà cái khác chính này nghĩa là không có set cái chỗ tài liệu. Vì sao mà không set cái tài liệu? Bởi vì đây là có cái chữ tài liệu học tập. Trong cả cái chương á, trong cả cái chương, ở dưới này mình cũng có sử dụng một cái từ gọi là tài liệu học tập. Nếu mình sử dụng cái nội dung này để tạo nó là cả cái mục, là các mục này 1, 2, 3, 4 cho đến 16 ở đây. Nếu mình sử dụng cái nội dung này thì cái này nó cũng được tạo ra một cái thành một cái mục luôn. Và nó ví dụ có 5 chương, người ta làm 5 cái mục tài liệu học tập này thì như vậy nó sẽ tạo ra thêm 5 mục ở đây nữa. Cho nên cái chỗ này không có làm tự động mà mình phải làm thủ công. Thủ công thì bằng cách mình đặt con trỏ vào đây và chọn trên này là heading 4. Hoặc anh chị có nhớ thì nhấn Ctrl 4, bởi vì trong cái file này đã đặt phím tắt rồi, là nhấn Ctrl 4 tương ứng với heading 4, Ctrl A2 tương ứng với heading 2. Đó. Rồi mình ra soát xuống phía dưới này. Đó. Cái mà để mà hiện lên cái chỗ cái ký tự Enter rồi cả cái ký tự khác á, thì đây cái chỗ sâu 2 này này mình có thể bỏ tròn đi. Đây thì nó sẽ không có rối. Rồi kéo xuống dưới này, mình đây là mã trần về cái chuẩn đầu ra với là nội dung, rồi mối quan hệ, vân vân. Đấy. Đến mục thứ 6. Cái khi mình gộp lại á, thì cái chữ mà xác nhận của khoa và bộ môn đây này là mình sẽ xóa đi. Thì có thể xóa một cách tự động là mình replay thôi, thực hiện replay và xóa được, mình có thể copy cái này. Ctrl H. Ctrl V. Và ở dưới này mình xóa đi. Sau đó nhưng replay all thì nó xóa hết tất cả. Ok.
xóa hết hai cái. Như vậy tức là cái mình đã xóa được cái chỗ là thông qua khoa học bổ môn rồi, bởi vì khi mình gộp lại thì không từng cái chương trình của từng cái học phần không cần. Tiếp theo bây giờ đến đây là cái mục này là ở bên này nó bảo là mục thứ 17. Nhưng bây giờ đã qua môn mới rồi. Thì bây giờ mình sẽ copy cái này và đưa lên trên này dạng ra. Chỉ chuyển nó về chữ thường. Đó. Kho và khai phá dữ liệu. Đó. Ok. Bây giờ định dạng nó là hidden 2 thì anh chị có thể nhấn Ctrl 2 hoặc là chọn ở trên này, bấm vào đây cũng được. Thì hồi nãy ở đây là mục thứ 18 đúng không? Nó lại tự động khi mà qua cái hidden 2 thì tự động dưới này nó reset lại là về mục cho đến các mục ở đây. Đấy, chúng ta kéo xuống dưới này. Ở đây để ngang cái mục là mục số mô tả chung, rồi đến chỗ là tài liệu này. Tài liệu này không làm tự động cho nên mình phải làm thủ công. Bây giờ cái chỗ này thì nhấn Ctrl 4. Đó, Ctrl 4. Rồi tiếp theo cái chỗ này vì sao cái ma trận này là số 1? Tại vì ở đây cái chỗ này khi soạn thảo á là cái người soạn thảo cái đề cương này có xét cái chỗ này là cái hidden. Cho nên nó tạo cái hidden ở đây. Thì mình có thể chọn nó trở về là normal. Dù nó normal thì nó mất cái này đi. Thì dưới này nó sẽ trở lại cái số bình thường. Đấy. Cũng giống như hồi nãy mình có tạo thêm một cái hidden 2 thì cái số nó sẽ bị reset lại đó. Ok, như vậy 14. Ok. Xuống đây cũng vậy này. Đang vậy. Thì khi có một cái chỗ đây bị đây. Thì cái này thì do cái soạn thảo mình set ở đây là nó là hidden 1 thôi. Bây giờ mình set nó về là normal. Rồi. Hoặc là có thể là copy định dạng thông qua cái này, định dạng lên trên là được. Rồi, như vậy cái mục ở đây nó sẽ tự động thay đổi lên là 15. Ok, 16. Rồi xong. Như vậy đến đây chúng ta xong được là định dạng. Ở đây làm cái ví dụ có hai môn thôi. Đấy, là về cái mục tiêu là để thực hiện định dạng các cái mục ở đây và các cái học phần. Sau khi định dạng rồi thì chúng ta có thể nhìn vào đây để kiểm soát được là các cái mục. Ví dụ như là mục cái môn này có các cái mục ở đây. Rồi môn trên này có các mục. Chúng ta có thể là collapse là tức là thu nhỏ nó lại. Rồi thay đổi vị trí, ví dụ như bây giờ cái môn kho này lên trên thì có thể cái click vào đây và kéo lên trên thì như vậy nó chạy lên trên. À, nó thay đổi cái vị trí. À, tức là chúng ta có thể mở cái chương trình ở trên cái file Excel của mình và sau đó mình chia cái cửa sổ ra. À, cửa sổ ra hai bên. Ví dụ như một cái là ở bên này và một cái là ở phía bên này. Rồi sau đó chúng ta xem ở bên này để tiến hành kéo lên kéo xuống để thay đổi các cái vị trí của các cái môn cho nó tiện.